kiện đặc biệt tại Crescent Mall Hồ Bá Nguyệt, Phú Mỹ Hưng. Và các nghệ sĩ đang ráo riết chuẩn bị cho sự kiện này. Các bạn, Thiện đang thực hiện một dự án cực kỳ là hoành tráng và Thiện đảm bảo đây sẽ là một sự kiện lớn nhất trong năm của Phú Mỹ Hưng. Và đó sẽ là... Thôi. Thiện đi quay, tí nữa tiết lộ sao. Nhanh lên. Chào các bạn, có một chương trình hấp dẫn đó là hấp dẫn luôn. Có một chương trình vui ơi là vui luôn. Đó chính là chương trình... À quên, Thiện gặp các bạn vào ngày 15 tháng 11 nhé. Được rồi em, được mà. Anh em quen biết lâu năm mà kêu show là làm liền cho em hả? Sao cũng được, ngày mấy? Hả? Ngày 15 tháng 11 á? Không được em, không được. Riêng ngày nào thì được, chứ ngày đó thì không được em nha. 365 ngày trong năm, sáng trưa chiều tối anh làm hết cho em. Thậm chí 12 giờ đêm em gọi anh giật ngược dậy đi diễn cho em, anh cũng diễn nữa. Riêng ngày 15 tháng 11 thì bỏ qua cho anh. Đây là một ngày quan trọng, một ngày cực kỳ trọng đại đối với anh. Không được nhận ngày đó, không được mời anh ngày đó, nghe chưa? Hả? Cái gì vậy? Tại sao lại quay lén tôi? Tại sao quay lén tôi? Hả? Tại sao vậy? Cái đẹp của mà. Tại sao lại quay lén tôi? Tại sao quay lén tôi? Tại sao vậy? Đi chưa căng chân, đi. Nhớ ngày 15 tháng 11 này nha, sẽ có rất nhiều những nghệ sĩ tham gia và có một nhân vật đặc biệt nữa. Cực kỳ dễ thương luôn, trời ơi, nhìn là mê liền. Và nhân vật đó là... Nhưng không nói đâu, các bạn nhớ ngày 15 tháng 11 này nha. Hẹn gặp lại các bạn tại Crescent Mall Hồ Bán Nguyệt, Phú Mỹ Hưng ngày 15 tháng 11 năm 2015.